Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân đây. Ok các bạn. Và đố các bạn biết hiện tại Nhân đang ở trong ngôi nhà của ai? Của ai anh em ơi? Yes, một số bạn cũng đã biết đây đúng không? Đó chính là ngôi nhà của em là 3D. Anh Slenderman thật đấy các bạn nha. Ok các bạn, anh Slenderman đang ở đâu? Anh đang ở đâu các bạn ơi? Giờ này tôi nói thật với các bạn nha. Anh Slen, anh đang... Thôi ông im mẹ à, mồm đi. Nhưng mà mình phải tìm anh xem là anh ngủ ở đâu. Tôi thề, tôi phải tìm anh bằng được à. Ở dưới giường không có các bạn ơi à. Ở giường này, bây giờ anh không ngủ trên giường các bạn ạ. Trời ơi, anh Sơn Nhan, độ này anh ngủ đứng. Đúng rồi, đợt này anh Sơn Nhan anh hay ngủ đứng. Anh ngày trước anh hay ngủ ở đây. Ờ, bây giờ anh ngủ ở đâu? Anh ngủ trong buồng ta, hay ngủ trong buồng ta. Ờ, trong buồng không có gì. Ui, trong buồng chỉ có một con bé heo. Bé heo 3D thôi. Ô, anh Slenderman anh ngủ luôn. Ồ, hay thực sự luôn. Tìm anh mới được. Anh Slenderman ơi. Uầy. Ây. Đây rồi. Anh của tôi đây rồi. Ngày trước thì anh ấy ngủ nằm trên giường. Thì vợ gọi gái khổ khò khò ngủ như heo. Và bây giờ thì hôm trước thì anh có mua chiếc xe đây thì anh ngủ đứng. Và bây giờ anh chuyển sang ngủ ngồi. What the hell? Ây giời ơi, anh ơi, anh ngủ ngồi mày em phê quá. Anh sớm nên được biết anh ngủ kiểu tất cả mọi chỗ luôn. Ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ nằm, câu cá cũng ngủ luôn. Chết vãi luôn. Đúng các bạn ơi, mấy bạn này mặc áo giống anh Slenderman này các bạn ơi. Ok, ôi nhìn ngầu vãi các bạn ơi. Trông anh Slenderman ngủ nhìn cũng đẹp trai quá. Thế anh em các bạn nhìn anh Slenderman ngủ nhìn cũng đẹp trai không? Ui, Nhân không đẹp trai bằng đúng không anh em? Rồi ok, ui, nhà anh vừa với sơn lại hết luôn nha các bạn nha. Thay nền gạch này, thay nền gạch là một này, thứ hai là sơn cái nhà các bạn nhìn không? Nhà nó màu xanh mây nhìn đẹp không? Ồ, mình thích màu này nha. Nhà mình thì mình sơn hết màu hồng. Vì mình yêu màu trắng, thích màu hồng. Nên là mình sơn luôn màu hồng anh em ạ. Bạn mình tin rồi. Rồi ok. Wow. Từ từ mình review nhà anh Slenderman nha. Anh Slenderman thì VIP thực sự luôn. Đây, có cả cái ô nha. Cả cái ô chống nắng luôn. Anh các bạn vào đây câu cá anh Slenderman là có ô luôn nha. Có ô ngồi đây câu cá luôn nha. Mà rõ ràng là trong nhà mà. Tại sao lại trưng bày ô làm gì ta? Trong nhà nó có bị làm sao nó có bị nắng hay là nó có bị mưa được mà sao cũng có ô ta? À, chắc là anh trang trí cho nó đẹp các bạn ạ. Đúng rồi. Ui! Kinh thế, hiểu biết thế. Đây là hàng ghế này ơi. Ông nào câu cá thì câu cá nha, ông nào ngồi đây nhậu thì nhậu nha. Ồ, ghế đẹp anh ơi, ghế đẹp đấy. Bàn ghế trắng nha, chai rượu luôn này. Ồ, coca này, nước cam, nước dưa hấu này các bạn ơi. Ồ, ngầu thế nhỉ, ngầu quá. Mấy bạn này đang chụp ảnh anh Slenderman nào. Ôi, thôi rồi, cứ để cho anh Slenderman anh ngủ lúc thì mình sẽ đi review nhà anh một tí nha các bạn nha. Ồ, trời, xịn giò chưa các bạn ơi, xịn chưa, nhờ anh mới mua cái này nha. Cái xe bẹp chạp. Thôi ông im mẹ à, mồm đi. mình ngu tiếng Anh các bạn. Mình ngu tiếng Anh nên mình không đọc được. Hy vọng bạn nào biết cái này cái gì các bạn bình luận bên dưới cho biết cho mình ngu quá. Rồi, sang bên đây thì các bạn ơi, ui anh chơi hẳn một cái này luôn các bạn ạ. À. Ô, cái này nó gọi là cái bồn tắm cho trẻ em. Ồ, bồn tắm à? Bồn tắm hay là cái chỗ vui chơi ở? Ui trời ơi, bật phun nước này. Yes, yes, yes. Nước tắm anh em ơi, tắm mát quá. Yeah, yeah, yeah. Sướng. Yeah, yeah, yeah. Ui, xịn sò thế nhỉ. Nhà anh chơi kiểu này, anh xây công viên nước ở trên kia còn muốn mà dàn ống trượt luôn kìa. Wow, oh my god. Ngon, xịn sò, ngon anh em ơi. Yo. Ui, đây lại cũng có cái cầu trượt này. Cầu trượt phao, cầu phao nước anh em nào xem mình này ạ. À, đầu tiên chúng ta bật nước lên đây các bạn ơi. Bật nước lên vô. Bây giờ tượt rồi. And... Ui, cái nước tắm luôn anh em nha. Đứng đây tắm luôn mọi người ơi. Ôi, tắm luôn trên đây cũng được nha. Ngon, thêm nước nó xả vào người mình anh em ơi. Vô, ngon. Rồi, xong tiếp tục chúng ta sẽ lên đây nha. Chơi hết cái cầu trượt của nhà anh Slenderman luôn. Có cái gì hay thì mình chơi cái đó nha. Đấy. Vô, ui, trời ơi các bạn ơi. Ôi anh Slenderman anh xây cái cầu này tôi thấy thế luôn chưa, anh xây cái cầu dài anh Slenderman các bạn nhìn này, anh xây hẳn tận ra ngoài đây luôn, ảo ma Canada mãi luôn.
rất nhiều cầu trượt luôn. Anh ấy không nối vào mọi người ạ. Anh xây kiểu dài dài như vậy, anh không nối vào các bạn ơi. Rồi thì mình sẽ chơi từng cái cầu trượt một nha các bạn nha. Rồi. Nào anh ơi. Yeah. Bum, xong một cái hơi ngắn anh em ạ. Cầu trượt anh Zenen men anh xây hơi ngắn. Thế là chúng ta lại phải nhảy lên chơi lại một cái nữa anh em ạ. Thử nha, thử xem có cái nào hay không, có cái nào ngon nhất không nha. Rồi. Yo yo, cái đầu tiên đã chơi rồi. Cái thứ hai xem nào. Anh ôi trời ơi. Anh xây cầu trượt rô cao vãi. Ôi cái này cầu trượt thẳng em ơi. Tòm. Ôi trời ơi, cầu trượt thẳng không có gì kìa. Ồ, ok, có cái xoắn xoắn kìa. Ui, ở đây có một cái té hai nha. Ôi, có đấy một cái cầu trượt té hai và một cái xoắn này, mình sẽ nên chơi hai cái này các bạn nha. Rồi. Hai hai, thú vị đấy anh ơi. Thấy luôn, nếu mà anh sớm nha được men, anh xây cầu trượt mà nó kiểu nó xoắn 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 ấy, mà nó dài hơn ấy thì nó sẽ rất là đẹp hơn các bạn ạ, đúng không? Các bạn có đồng ý ý kiến của mình như vậy không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chơi cái này nha, cầu trượt té hai nha. Yo yo, anh em muốn tôi té sang hướng nào đây? Té hướng nào đây? Té hướng anh Slenderman. Tòm, úi trời ơi. Anh ơi em chơi cầu trượt anh phê quá anh ơi. Anh ơi em chơi cầu trượt anh phê quá, sướng quá, sướng quá anh ơi. Anh ơi dậy đi chơi cầu trượt với em đi anh Nen ơi. Bây giờ đi con ngủ. Anh ơi dậy đi rồi. Trời ơi mình hâu to thế mà anh không nghe thấy cái tiếng mình hô các bạn ơi. Thoảng rồi. Cái anh Slenderman em nha này, lên chơi cầu trượt thêm phát nữa. Chơi cầu trượt xoắn 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 này nha anh em nha. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Rồi, lên, 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 lên. Nào, cái cầu trượt nào, cuối cùng nào. Chơi luôn, ui, thanh niên kia đi ăn xe cái cầu trượt. Nào, bạn này, để mình nha, để mình nha, để mình lên. Để mình lên. Yeah, yeah. Sướng, 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 sướng quá. Sướng quá anh Nen ơi, phê quá. Là trời. Trời ơi, cảm giác thật là sướng quá đấy. Xà khoái quá đấy anh em ơi. Phê thực sự luôn các bạn ạ. Ồ, xong lúc sau được tắm ở cái hồ nhà anh Slenderman như vậy thì hơi bị sướng luôn các bạn nha. Và bây giờ thì nói chung là vui chơi, nhảy múa, tắm, thì bơi lội các kiểu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ câu trộm cá lúc anh Slenderman đang ngủ anh em ơi. Hợp lý. Câu trộm cá, câu trộm cá, câu trộm cá. Ok anh em. Và bây giờ thì ta sẽ câu luôn anh em nha. Rồi, vừa đứng cạnh anh Slenderman đẹp trai vừa câu cá, câu trộm mày. Anh dậy phát là mình té luôn, mình chạy luôn. Như kiểu anh không biết gì. Ok anh em nha. Giờ bắt đầu câu, let go. Câu let go. Ok, câu. Thả cần các bạn ơi. Phát đầu tiên của tôi các bạn ạ. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Nói chung là tôi câu cá sấu như anh Slenderman mấy lần rồi anh em ạ. Nhưng tôi nói thật với các bạn là tôi có một lần có anh Slenderman với tôi đang câu ấy. Nhưng mà tôi anh Slenderman đứng câu ở chỗ cái bạn áo trắng này nha. Thì tôi đứng câu ở cái chỗ con chó này. Đấy, tôi đứng câu chỗ con Nuki con chó này. Các bạn có nhìn con chó này không? Đấy. Thì tôi đứng câu ở đấy nhưng mà tôi hai lần lên bóng các bạn ơi. Trời ơi đứt hết luôn cá sấu anh Slenderman khoai lắm các bạn ạ. Không dễ câu đâu. Mà bây giờ chúng ta thả cần, chúng ta phải thả thẳng thẳng ra thì mới lên được cá các bạn ạ. Thề luôn. Tôi thề các bạn phải thả thẳng ra. Đấy, tôi thả thẳng cái cần đã. Úi sao đứng ở đây, anh xây khó quá. Rồi, ôi thả cẳng thẳng cần ra mày này. Đấy, vuông góc, may ra mới có cá sấu anh em nha. Rồi, ok. Hên xui này các bạn ạ, hên xui rồi. Không có thì bây giờ thì chúng ta phải sử dụng câu mồi may ra với cá nè. Thôi được rồi, kiểu gì thì kiểu cứ lên một con ra. Cá như anh Slenderman, cá gì cũng ngon đúng không anh em. Haha, đâu phải cá sấu nó mới ngon. Yo, lên cá nào, con gì đây? Bên đâu lại ra con kỳ nhông thì sao anh em ơi? Kỳ nhông. Trời ơi, kỳ nhông bỏ. Ôi đại ca dậy rồi. Ôi đại ca dậy rồi anh em ơi. Ôi đại ca còn ngủ đâu đại ca ơi. Yeah. Ê, từ ai đại. Đại ca. Ngủ ngon thế. Dậy rồi, đại ca dậy rồi các bạn. Nhưng mà đại ca không nói chuyện đâu. Đại ca chắc đang ăn cơm mọi người ạ. Ồ, đang tính câu trộm mà. Không được anh em ạ. Thôi lần này chắc là tay trắng về rồi. Không được, không câu được trộm con cá rồi, của đại ca rồi. Đang tính câu trộm với đại ca dậy mà. Chắc là có câu được cái nịt rồi anh em ạ. Chắc là câu được cái nịt rồi. Không có cái gì anh em ạ. Ơ đại, đại ca, đại ca có ngủ đâu, đại ca dậy đi. Dậy đi chơi bọn em, dậy đi câu cá sấu cùng bọn em ơi.
Chứ không có bây giờ bọn em bây giờ mà câu trộm mà lên cá sấu thì đại ca bắt được thì thôi rồi bọn em lại toang nha. Đại ca không ngồi dậy anh em ạ. Trời ơi đại ca ơi dậy đi. Quẩy quẩy để cho đại ca dậy nha. Quẩy cho đại ca hết ngủ. Lên đi đại ca. Lên đi đại ca. Đại ca nhảy cùng bọn em đại ca. Nhảy đại ca cắt như thế này thì mà đại ca còn không dậy đây thôi. Quẩy đi. Nhạc lên nào anh em ơi. Nhạc lên. Nhảy đi nè. Trời ơi, biết ngay mà đại ca lại ngủ rồi. Không biết nói gì nữa. Thôi rồi, cái clip của mình xin được tạm dừng tại đây nha. Mình đang tính câu trộm cá sấu cho đại ca, nhưng mà thấy đại ca, không biết đại ca lúc nào được đại ca rậy, nên là sợ câu trộm đại ca phát hiện được là toang đấy. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhân BB. Các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Nhân BB nha. Xin chào mọi người.